Vâng, xin mời một lần nữa, xin mời quý vị bà con chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật là nồng nhiệt để chào đón các nhân viên của chúng ta. Vâng, chúng ta có thể thấy rằng những nhân viên của chúng ta có được những trang phục bằng những chất dệt thổ cẩm và được làm từ nghề thủ công mà vẫn đủ được màu sắc sắc sảo. Đi sau đó là những nghệ nhân cồng chiêng. Với sự dẫn đầu của nghệ nhân cồng chiêng đó là ông Anna. Theo như tôi được biết thì Tia là hai nghệ nhân đã có những đóng góp to lớn cho bộ môn cồng chiêng và múa xoan của thôn Đông Bắc trong những năm gần đây. Và với những đóng góp to lớn đó thì hai nghệ nhân Tia và nghệ nhân Anan đã giúp về múa cồng chiêng của thôn Đông Bắc và trong những năm 2023 đã được những thành tích rất là to lớn. Giải nhất toàn huyện và đạt được giải nhất núi xoan toàn tỉnh khu vực Kon Tum. Vâng, một lần nữa xin mời quý vị và các bạn chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật là lớn nữa để khích lệ tinh thần của các nghệ nhân múa xoan của thôn Đắk Bắc. Vâng, xin cảm ơn. Vâng, một lần nữa thay mặt ban tổ chức chương trình, tôi xin thông báo cho tất cả quý vị bà con chúng ta đang ở ngoài hồng trường nhà rong để chúng ta nhanh chân lên bước vào nhà rong để chúng ta làm lễ hội đại đoàn kết dân tộc